Sao đây anh Binh? Báo an, quanh đây anh có quen không? Quen cái rắm. Thiên Thiên, đi đường cẩn thận đó. Em đi đây. An toàn đặt lên hàng đầu. Băng dân, băng dân, băng dân à, băng dân, băng dân, về nhà đi. Đi. Anh ở trường có thể thu liễm lại không? Nè, phải như vậy mới là trường học. Thôi đi cái miệng của anh đó. Mà nè, tối nay cô có việc gì không? Hay là đi xem phim với nhau đi. Tối nay tôi còn phải soạn giáo án, không đi được. Giáo viên mỹ thuật như cô thì cần soạn cái gì? Nè thầy Liêu, sao mà tôi cảm thấy câu này nó không được thân thiện thế nào ấy? Đâu ra thân thiện lắm. Thân thiện kiểu bạn tốt như Ultraman và quái vật ấy. Liêu học binh anh nói ai là quái vật? Không nói cô. Mà không đi xem phim cũng được. Hay là đi ăn đi. Tôi biết một quán ăn Đông Nam Á ngon lắm. Tôi không đi đâu. Ngày mai được không? Tuân lệnh nữ dương. Ngoan quá. Vậy đi đây. An toàn là số 1. An toàn là số 1. An toàn là số 1. Bóng đẹp. Tiếp đi. Họ không chơi được. Bắt lấy. Không sao chứ. Thằng nhãi này mày cố ý đúng không? Tao cố ý đó làm sao? Mày ngon thì nói lại. Mày còn muốn động tay chân à? Bình tĩnh lại đi. Thằng nhãi biết sớm vậy tao phế mày từ trước. Biết chưa Lý Ngọc Trung? Mày chỉ là cái thằng lưu manh ăn hại thôi. Mày biết không? Cái trường của mày là cái trường lưu manh rác rưởi. Ừ đó, giáo viên trường mày bị trường bọn tao lấy đi hết rồi. Cái lão thầy tiền ấy có từng nhắc đến mày cho bọn tao. Lão nói mày là thằng khốn. Mày nói thêm lần nữa xem. Mày tin tao đánh chết mày không? Không tin đó. Mày đi về đi. Có phải thầy dạy vật lý của mày bị đuổi rồi không? Có khi còn không có giáo viên nào. Bọn nó cũng có cần học gì đâu. Dựa vào cãi nhau là được tuyển thẳng. Được rồi, đi thôi tụi bay. Bọn mày nghe nói chưa? Trừ bọn nó thì còn có hai giáo viên giữ lại để làm bảo vệ đó. Nè nè, đợi tao. Ký tên vào thì ông bà là người của tôi. Mỗi người được 2 dạng. Tới đó thì lấy được tiền thưởng của nửa năm. Lương thì cao gấp đôi bên này. Cuối năm gấp 3. Được rồi, đi thôi. Cho mấy người 2 con đường. Thứ nhất, lương giảm nửa. Quỷ bỏ tiền thưởng thì ở lại Úc Toàn Hương. Dựa vào đâu mà ông nói giảm là giảm? Dựa vào đâu hả? Dựa vào tỷ lệ đúp của trường cao. Không lôi kéo được tài trợ.
các cổ đông phải bù tiền, lại còn là trường tư nhân, không có được viện trợ từ nhà nước. Vậy các ông nói xem cái trường này còn nuôi nổi các ông không? Hiệu trưởng Trương, về việc kẹt tiền, đừng có bớt đi nữa. Như vậy thì phần của tôi một phân cũng không cần, cho ông hết, coi như tôi thưởng cho ông. Ý ông thì sao? Ông như vậy là ép chúng tôi đi còn gì? Đừng gấp, còn con đường thứ hai. Đi làm giáo viên của một trường khác tôi sắp xếp cho các cậu. Đãi ngộ không đổi, thậm chí so với nơi này còn tốt hơn nhiều. Tới đâu mà chẳng là dạy học. Các cậu cứ nghĩ đi. Mọi việc sao rồi? Đều thuận lợi hết. Có rất nhiều giáo viên chủ động rời đi, hoặc đều bị khuyên rút lui. Vậy tiếp tục đi. Được rồi, lão bối. Nhìn gì mà nhìn? Chụp một tấm đi. Bọn mày dám chụp? Cút, cút hết cho tao nhanh. Cút hết đi, đừng chụp nữa. Lên lớp đi. Thầy Lưu, em sai rồi. Thắng hay thua? Tất nhiên là thắng. Bọn nhãi đó đều bị chúng em đánh như đòn rồi. Có thằng còn khóc nữa. Vậy còn được, có chút tiến bộ. Vì sao lại đánh nhau? Bọn nó nói trường chúng ta không có giáo viên, đều bị trường họ cướp mất. Còn nói chúng em vừa giờ đánh nhau mà được tuyển thẳng đại học. Thầy xem có phải thiếu đòn không? Em bị thiểu năng sao? Cái này mà cũng tin. Ai mà biết được bọn nó nói giống sự thật. Phải rồi, quan trọng là bọn nó còn chửi thầy, nên em mới không nhìn được mà đánh bọn chúng. Thầy Lưu, bố Hiểu đang bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi. Sao mãi không hết vậy? Là chuyện lúc nào? Mới nãy. Em về học đi để tôi đi xem. Hiểu đang, cháu làm như này là tốt cho nhà họ bố. Cháu chắc cũng không muốn nhìn thấy trường mình lụi bại như vậy đâu. Chuyện này cháu không làm chủ được. Anh cả đã thông báo cho hội đồng quản trị rồi. Thời gian anh ấy bị bệnh, toàn bộ quyền hành của anh ấy đều thuộc về cháu. Và người giám hộ cháu nắm giữ. Hiểu đang, chỉ cần cháu gật đầu thì cái trường này lập tức sẽ biến thành một khoản tiền kết xù. Mọi người đều có lợi. Cháu cũng vậy. Chú muốn bán đứt cái trường này. Sao lại nói là bán chứ? Chú đây là điều gì muốn tốt cho nhà họ bố chúng ta. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Hiểu đăng, cháu là cháu gái ruột của chú. Chú cũng không muốn ép cháu. Nhưng mà cháu lớn nhường này rồi, nên hiểu chuyện chứ. Lưu Học Binh,
Ai cho phép cậu vào? Nhanh cút ra ngoài cho tôi. Sếp bối, bằng chữ lớn sao lại không gọi tôi chứ? Bối Hiệu đang còn nhỏ thì có thể bàn gì với ông? Liêu Học Binh, đây là chuyện của nhà học bối chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Vậy sao? Tự nhìn đi. Liêu Học Binh tôi nhận sự ủy thác của ngài bối Thế Tương, trong thời gian ông ấy bệnh, sẽ tạm thời trở thành người giám hộ cho bạn học bối Hiểu Đăng. Bây giờ tôi có tư cách nói chuyện với anh chưa? Tôi... Này, anh bối, tôi lần nữa long trọng cảnh báo anh, để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của cá nhân anh, đừng có quấy rầy bạn học Hiểu Đăng nữa. Bằng không thì kết cục của anh sẽ giống như em iPhone này của anh. Nhìn đây. Nhẹ chút đi, tôi còn chưa dùng lực. Mặt của Chung à, tôi nghe nói mẹ của cô là cổ đông của trường học. Đúng vậy. Vậy cô có từng nghe mẹ cô nói qua về tình hình trong trường chưa? Không có. Mà anh hỏi cái này làm gì? Không có gì, tôi tùy tiện hỏi thôi. Được rồi, cảm ơn nha. Anh cả đúng là hồ đồ. Người giám hộ thì không để thằng em ruột này làm, lại đi nhờ người ngoài. Lão bối, anh đừng có gấp. Đừng gấp, chúng ta không phải còn đường khác sao? Bối Hiểu Đăng đó chỉ là một món bảo hiểm trong kế hoạch của chúng ta. Dù cho không được món bảo hiểm này, chúng ta cũng có thể tiếp tục cho thôi việc giáo viên trong trường. Trường học mà không có giáo viên, vậy thì hội đồng quản trị cũng sẽ bỏ phiếu để bán trường đi thôi. Đây là lẽ dĩ nhiên. Tới lúc đó, anh vừa lấy được tiền, cũng bảo vệ được tình huynh đệ của bọn anh. Vấn đề là thằng Liêu Học Binh quyết không tha. Tao nhất định ngày mai nêu ý kiến cho ban lãnh đạo nhà trường. Bởi vì thiếu hụt tiền lương cho giáo viên nên cần bán quốc kim hương. Mày đi hành động đi. Dạ, em đi đây anh bối. Hiểu Đăng, ba cậu khỏe lên chưa? Cũng ổn. Vậy mình yên tâm rồi. Yên tâm. À, phải rồi, không có thầy Liêu ha. Hiểu Đăng, mình sau này có thể sẽ ít ở trường. Các cậu sẽ nhớ mình chứ? Cậu đi đâu? Đi thi đấu ở nước ngoài. Nhưng mà mình đi, mình sẽ nhớ các cậu nhiều lắm. Không đi thì mình sợ bản thân hối hận. Đừng có làm chuyện khiến bản thân hối hận. Đi đi. Lạnh thật đó. Mình về trước đây.
Mặc ấm vô, đừng có quên. Mai gặp lại. Các vị cổ đông, sự thiếu hụt lượng giáo viên cốt cán khiến cho tình cảnh của trường ta vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi không chờ chết, mà cần phải có giải pháp để xử lý vấn đề hiện tại. Bạn học Bố Hiệu Đăng này, em mới sớm ngày ra đã đợi đón thầy ở trước cổng, có phải có hơi nhiệt tình quá không? Có phải là lại phạm lỗi gì cần thầy giúp em xử lý thu dọn không? Thầy Liêu, thầy mau đến phòng họp của trường đi, ngăn chặn bọn họ bán cái trường này lại. Muộn hơn nữa thì đến bảo vệ thầy cũng không được làm đâu. Chỉ có thể làm lưu manh thôi. Cái gì lại nữa? Tôi nghĩ các vị đều hiểu rõ về tình hình thiếu hụt giáo viên cốt cán hiện nay. Không chỉ là vì vấn đề đãi ngộ của chúng tôi, càng vì tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tuyển sinh, năng lực của giáo viên và các vấn đề khác đều không đạt được kết quả tốt. Vậy phải giải quyết thế nào mấy vấn đề anh nói? Đây e là không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Bên ngoài chúng tôi đều có công việc làm ăn của mình. Vận hành cái trường này quả thực rất tiêu tốn. Đúng vậy. Tôi à, có một biện pháp phải gọi là một lần vất vả cả đời nhàn. Vừa có thể giúp học sinh có môi trường giáo dục tốt, lại có thể cho các vị đây một đáp án dự ý. Vậy thì đừng ấp mở nữa, nói kế hoạch của anh đi. Có người muốn bỏ ra 700 triệu mua lại mảnh đất của trường này. Sau khi đợi cái trường này thành một cái giỏ rỗng, chúng ta sẽ lại có quyền sử dụng chuyển nhượng mảnh đất này. Bố Dũng Kiêu, cái thằng khốn nạn này dám bán trường của ông đây. Nếu mọi người không có ý kiến gì nữa, còn muốn sa thải mình, tôi có thể mua trước cho mọi người. Khi bé, ba mẹ không có nhà, tự mình chơi đồ hàng, một chốc diễn vai ba, rồi lại diễn vai mẹ. Đã chơi thì phải chơi cả ngày. Bây giờ nghĩ lại thì thật là ấu trĩ. Bây giờ ai còn chơi trò này nữa? Ông chắc chứ sếp Bối. Sao đây? Sếp còn chưa giới thiệu tôi với mọi người. Chào quý ông, quý bà. Tôi tên là Liêu Học Binh. Từ hôm nay trở đi, tôi là người đại diện được chỉ định của ông Bối Thế Tương. Tôi là đang suy nghĩ cho mọi người, cũng là thay anh cả suy nghĩ. Suy nghĩ em gái nhà anh chơi đồ hàng chưa đã sao? Được. Nếu anh là người đại diện, vậy anh nói xem, vấn đề thiếu hụt giáo viên nòng cốt giải quyết thế nào? Tỷ lệ lên lớp thấp thì sao? Tỷ lệ tuyển sinh thấp nữa. Chỉ chi tiền mà không kiếm được tiền, tổn hại của các cổ đông ai lo liệu? Sếp Bối, về vấn đề này, tôi chỉ dùng 3 chữ để trả lời. 3 chữ sao? Người anh em, tôi thấy anh mới là người chơi đồ hàng. 3 chữ nào? Anh nói mọi người cùng nghe đi. Tôi lo được. Giả ngầu quá đà rồi. Lời cũng đã nói ra rồi, than thở có tác dụng gì? Nghĩ cách đi. Các cô đều biết hết sao? Ừ, biết hết rồi. Tôi nghe mẹ tôi kể. Mẹ cô kể thế nào? Mẹ tôi nói, đầu tiên mẹ tôi là một thương nhân, sau đó mới là người phụ nữ có hứng thú với sự nghiệp giáo dục. Ừ thì đúng vậy. Cô nói xem trên thế giới này có ai mà qua được ải tiền không? Thầy Tiêu. Thầy đừng có đi chứ, thầy Tiêu. Anh đừng có đi. Thầy Tiêu à. Anh đừng đi. Thầy Tiêu. Sao vậy? Thầy Liêu.
Cùng làm việc cũng đã lâu, ban đầu thái độ đối với thầy cũng hơi khinh thường một chút, nhưng được đồng hành cùng thầy thì mới phát hiện thầy Liêu quả là son sắt thủy chung, là thiếu niên anh hùng luôn tuân theo nguyên tắc, Tiêu Bổ cực kỳ bội phục. Nhưng sao thầy lại đi? Không cùng đường không thể cùng bàn mưu, non xanh không đuổi, cỏ xanh mãi mọc, cáo từ. Đây là cái chuyện gì vậy trời? Thầy Tiêu cũng đi rồi. Anh Binh, anh nói xem là ra làm sao? Có cần các anh em giúp đỡ không? Làm bảo vệ xong thì cứ lề ra lề rề như vậy. Đúng rồi, làm bảo vệ cứ như làm chỗ cho người ta trút giận. Đánh thì không dám, mắng cũng không là người ta. Chẳng phải cứ như trước, cứ đánh cứ giết là được sao? Đánh giết cái gì? Lưu manh sao? Ý em không phải như vậy. Tao nói tụi bay nghe, chuyện này không thể dùng bạo lực giải quyết. Sau này chúng ta cũng không ai được dùng bạo lực nữa. Anh mất trí sao? Đứa bạo lực nhất không phải là anh sao? Mày nói cái gì? Được rồi. Anh Binh, anh nói đi, bọn em nghe anh. Văn hay võ, bọn em cũng làm được. Bảo vệ biết võ, ai cũng không ngăn được. Anh nói thế nào bọn em nghe như vậy? Anh mày cũng không biết nên làm sao đây. Châu An, mày nói đi. Em sao? Em lúc nãy có nghĩ một chút. Vấn đề này thực ra cũng không khó. Các anh nghĩ đi, những giáo viên mới này vì sao lại phải đi? Là ai bắt họ đi? Đi rồi họ sẽ làm gì? Mục đích của họ là gì? Đạt được mục đích thì họ làm gì? Em tin trong chuyện này có kẻ đứng sau tối giật dây. Chúng ta phải lôi được người này ra ngoài. Thiếm, lão Châu này không tồi đó. Không có, không có. Tôi chỉ là gã giàu mới nổi. Mảnh đất sách này của tôi so với mảnh đất của ngài kém xa. Nào mời ngồi. Này, lão bối, đã có rất nhiều giáo viên bị sa thải rồi. Hơn nữa đều là lực lượng cốt cán. Một bộ phận chúng ta sắp xếp trường mới cho họ, còn một bộ phận tự mình kiếm sống. Không được, vậy chưa đủ. Tiếp tục sa thải đi. Tôi muốn tới cuối cùng chỉ còn lại Liêu Học Binh ở lại làm bảo vệ, để xem hắn kêu gào như thế nào. Dạ được. Còn nữa, gần đây anh hãy đề cao cảnh giác, ngàn dặn lần không được phép để tên Liêu Học Binh này làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Vậy thì những cái khác thì không cần lo. Thời khắc phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường. Người tôi cho anh. Dạ được. Chỉ là một bọn cưỡi xe máy, làm như đi được nhanh lắm ấy. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Trật tự đi. Trường của chúng ta sắp bị bán rồi. Vô danh nó còn nói bậy. Không có tin tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ phơi nắng không? Chỉ cần trường học không bị bán, bắt tôi làm gì cũng được. Lời cậu ấy nói là thật. Chú hai tôi, ông ấy sắp bán trường đi mất rồi. Có thể bán được bao nhiêu chứ? Bán được bao nhiêu cũng không có phần của cậu. Vậy tuyệt đối không thể bán. Cậu bán đi rồi, ông đây đi học ở đâu? Đây không phải gì chúng ta có thể giải quyết. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào thầy Liêu thôi. Thầy ấy đang cố gắng ngăn cản. Nếu điều đó là sự thật, chúng ta có thể làm chút gì đó giúp thầy Liêu không? Lý do mà chú hai tôi bán trường chính vì thành tích học tập của chúng ta không tốt. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là
Chỉ cần học tập cho thật tốt thôi. Thầy Mạc, nói đi, anh đã nghe qua việc giáo viên trong trường thôi việc chưa? Biết rồi, tìm tôi làm gì? Nói cái gì mà giảm một nửa tiền lương, hủy bỏ tiền thưởng? Vậy trước đây đã từng xảy ra việc như vậy bao giờ chưa? Không biết nữa. Nếu anh ấy không tìm tôi xích nữa quên mất vụ có lương này. Nếu nói trường Kim Hương chúng ta, vậy lúc trước cũng tính là đãi ngộ rất cao. Bao nhiêu giáo viên đều muốn đến chỗ chúng ta. Nếu không phải vì tác phong học tập của trường chúng ta kém, vậy các giáo viên muốn đến đều đi hết rồi. Vậy lần này có được coi là lôi kéo người một cách bình thường không? Cũng không thể nói như vậy. Không phải băng nãy anh ấy nói rồi sao? Trường đã tìm đến một số giáo viên nói chuyện rồi, nói là sắp giảm tiền lương. Nếu đã như vậy, vậy giáo viên chúng ta cũng phải có ý kiến đi. Vậy trường học đã có lời như vậy, này anh đi kiếm trường học nào có lương cao đi. Không đến nỗi gì chút, tiền nhỏ mà như vậy chứ. Cũng khó nói. Anh nói có khi nào bị người khác uy hiếp không? Uy hiếp? Thầy Lương, thầy nhìn trường Kim Hương chúng ta mà xem. Uy hiếp, việc này cũng chỉ có anh mới làm ra được. Anh ấy nói đúng đó. Alo, tìm người tra một chút, xem có ai uy hiếp giáo viên không. Lần nào cũng dùng cách này để chào hỏi, không mới mẻ gì hết. Thầy Lưu, chúng em biết gần đây thầy rất khó khăn, chúng em chỉ muốn giúp thầy. Thầy biết suy nghĩ của các em, như người trẻ không nên quá bốc đồng. Vì của người lớn các em tốt nhất đừng nên tham dự vào. Nếu các em thực sự thương thầy thì hãy làm bài thi tháng này cho tốt, như vậy mới có thể làm chỗ dựa cho thầy, có thể vững chắc hơn. Này thầy Lưu, lẽ nào lúc trước chỗ đó của thầy không cứng lên được sao? Tên nhóc này còn tốt nhất nên làm bài thi tháng cho tốt. Nếu không, thầy giáo tôi sẽ dùng 92 cách làm cậu không cứng lên nổi. Cũng tạm thôi. Này, bên cô thế nào rồi? Được, không vấn đề. Hôm khác đến thăm cô. Được rồi, tạm biệt. Trung bá. Dạ, qua đây với mẹ. Gần đây trường học xảy ra không ít chuyện. Dạ, nhưng không thể làm chậm trễ việc học được. Có gặp khó khăn gì trên lớp không? Nếu có thể để mẹ tìm gia sư, môn nào khó thì tìm môn đó. À không có mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi. Con nhất định sẽ không làm chậm trễ việc học. Con không giống với chị con phải gánh vác tương lai của Chung gia. Chị con sớm muộn gì cũng đi lấy chồng. Dạ. Gần đây, chị con thường hay qua lại với tên côn đồ nào đúng không? Dân, à không, anh Tiểu Bạch, anh ấy không phải côn đồ. Mặc dù anh ấy trước đây đã từng, nhưng bây giờ không làm nữa. Cô lên lầu trước đi. Việc này mẹ sẽ nói chuyện với chị con. Dạ.
Bye bye. Tạm biệt. Ê, này rồi. Nếu không quên anh lên cùng sao? Em à, nè anh không sợ mẹ em sao? Chết rồi, mẹ em đang ở nhà đợi em. Anh lên cùng em để nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Tiêu Bạch, bây giờ giai đoạn này anh vẫn chưa thích hợp để nói chuyện với mẹ em. Tốt cho anh, cũng tốt cho chúng ta. Thôi được, gặp khó khăn gì lập tức gọi điện cho anh. Em thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Mẹ em có thể ăn em sao? Được rồi, anh mau đi đi. Nếu không lúc nữa mẹ em nhìn thấy, lỡ đâu lại trách mắng em. Đi 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 đi. Cô về rồi. Ừ. Thiên Thiên, ngồi xuống. Mẹ hỏi con chút chuyện. Mẹ, vừa nãy là ai đưa con về vậy? Mẹ không hy vọng con ở cùng tên côn đồ kia. Mẹ, anh ấy đã không làm côn đồ nữa rồi. Nó đã từng thì làm sao? Lúc trước làm côn đồ không có nghĩa là cả đời làm côn đồ. Ai lại không có quá khứ không thể nói ra, phải không? Tổng thống Obama lúc trước còn có tiền án. Con có thể đảm bảo Diệp Tiểu Bạch cũng có thể làm tổng thống sao? Con là con gái của mẹ, là đại tiểu thư của Chung gia. Tên Diệp Tiểu Bạch kia chỉ xứng đi cùng với đứa con gái du côn ở đầu đường thôi. Con qua lại với tên đó, người khác sẽ nói như thế nào? Con không quan tâm người khác nói thế nào. Con yêu anh ấy vì anh ấy quan tâm con, bảo vệ con, có thể mang lại cảm giác an toàn cho con. Tiểu thư Chung Thiên Thiên, mẹ muốn con hỏi cho rõ ràng Diệp Tiểu Bạch, bản thân tên đó có cảm giác an toàn không? Nó là tên côn đồ đầu đường xó chợ, có lúc nào mang lại cảm giác an toàn cho người khác? Anh ấy từng cứu con, nếu lúc đó tại sao cứu con không biết, là vì thân phận của nó. Muốn người khác báo thù nó lại không thể bắt được nó. Nó không cứu con, nó còn là con người không? Con nói đi. Nói tóm lại, con tin anh ấy. Diệp Tiểu Bạch chính là người đàn ông con muốn ở bên suốt đời. Chung Thiên Thiên, sao con có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Cái gì mà người đàn ông muốn ở bên suốt đời? Học trong phim đó mẹ. Này, muốn làm gì? Việc gần đây giáo viên trong trường bị đe dọa là do ông làm sao? Cậu đoán xem. Con người tôi ấy không thích nhất là động não. Vậy cậu thích động thủ không? Dọa tôi. Sếp bối ghét nhất việc người khác phá hỏng việc của mình. Cậu đừng có nhúng tay vào chuyện của Kim Hương. Hôm nay chỉ là lời cảnh cáo. Lái mô tô của cậu đi đi. Đi. Này, này. Anh Binh, hôm nay tôi tình cờ gặp Chu Phúc Nguyên rồi. Ở đâu? Trên đường đến trường. Tôi nhìn thấy anh ta bắt một giáo viên trong trường các cậu mang đi. Tôi biết chính là tên béo chết dẫm này mà. Làm sao đây? Có cần xử lý anh ta không? Phí lời, lần sau gặp anh ta liền đánh. Ok, không vấn đề. Được rồi, cậu đợi Thiên Thiên đi. Tôi đi tuần tra đây.
Sinh thời, tôi có thể thấy anh Binh đi gác tuần tra, đột nhiên cảm thấy cuộc sống tràn đầy những bất ngờ. Không có gì là tuyệt đối, cậu cứ đùa giỡn đi. Đến rồi à? Này, đó không phải cô giáo Tô và Mạc Vĩnh Tần sao? Hôm nay cô giáo Tô mời Mạc Vĩnh Tần đi ăn cơm. Cái gì? Mời anh ta? Vì sao vậy? Anh không biết mấy ngày nay thầy Mạc rất thảm sao? Suốt ngày bị học sinh chỉnh. Được rồi, chúng ta kệ anh ta, đi xem phim đi. Đi. Sao rồi thầy Mạc, còn chịu được không? Được. Một chút khó khăn cũng không có. Bọn trẻ à, rất nhiệt tình. Tôi thích chúng nó vui vẻ hoạt bát như vậy. Miệng lưỡi của anh cứng thật. Này, cô nói đã đồng ý với chúng tôi. Đến lúc này rồi, tôi có thể hỏi Lưu Học Binh xem thường tôi không? Anh ấy à, đã dồn hết tâm huyết vào cái lớp này rồi. Chỉ mong chúng nó có thể thi đỗ đại học. Nhìn xem, chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi. Băng Dân, gần đây cô ấy lúc nào cũng mặt mày u sầu. Bên này phải chăm lo học sinh, bên này còn phải quan tâm Lưu Học Binh. Tình trạng này của cô, tôi thật sự không yên tâm được. Thật lòng mà nói tôi, tôi một chút cũng không lo lắng cho anh ta. Không đứng đắn, chết không hối cải. Ăn nhiều một chút, cô bây giờ chắc đói gầy mất. Mặt đã thành ra như vậy rồi. Cà phê đến rồi. Cảm ơn. À phải rồi, đưa cho em vé xem phim băng nãy đi. Bộ phim xem xong rồi, còn giữ lại vé làm gì? Anh quản em làm gì? Em thích. Bộ phim hôm nay hay thật đó. Em suýt chút nữa bị cảm động rồi. Anh thì ngủ một tiếng đồng hồ. Anh chỉ xem được mỗi phần mở đầu và kết thúc. Nói cho em biết anh cảm động chỗ nào. Này, Thiên Thiên à, lúc nữa uống xong cà phê chúng ta đi đâu được? Dù sao em cũng không muốn về nhà. Vậy em muốn đi đâu? Chúng ta chạy trốn đi. Chạy trốn, rời khỏi chỗ này, từ bỏ mọi thứ, đi đến nơi không ai quen chúng ta. Hai người cùng nhau đi lang thang. Sốt rồi. Em nói đùa anh thôi. Thiên Thiên, nếu như điều em nói với anh là thật, anh nguyện ý cùng em đi đến một nơi không ai có thể tìm được. Em thực sự nói đùa với anh thôi. Nhưng mà có câu nói ban nãy của anh, em cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Được rồi, có điều Thiên Thiên xin đem yên tâm. Anh sẽ cố gắng để thể hiện. Rất nhanh thôi sẽ tạo được hình ảnh tốt trước mặt bác gái. Này, cảm ơn anh yêu. Em phải nhớ anh đó. Nè, đó không phải là cô giáo tôi và Mạc Vĩnh Tần sao? Hai người bọn họ không phải thực sự sắp có chuyện rồi chứ?
Không phải chứ. Vào lớp đi. Rất tốt. Tiết sinh học hôm nay chúng ta học bài động vật lưỡng cư. Tôi mang đến cho các em một mẫu tiêu bản. Đây là một chú ếch vô cùng dễ thương. Sao lại làm ồn rồi? Sao lại như vậy? Không được cười. Các em không ra thể thống gì hết. Thể loại gì đây? Đều là cái thể loại gì đây? Thầy Tống, thầy uống miếng nước. Thầy bớt giận, bớt giận. Đều là vì giúp bọn trẻ. Thầy không thể chấp nhặt với bọn trẻ được. Không được, không được. Không phải tôi không muốn dạy. Tôi thực sự không dạy nổi lớp này. Tiết sinh học đối với bọn chúng mà nói, thực sự xem tôi thành con vật. Tôi trong mắt bọn chúng không còn là con người, mà là một con khỉ. Cái này thầy Tống à, tôi có thể hiểu được cảm nhận của thầy. Thật đó, bọn trẻ này có chút nghịch ngợm. Nghịch ngợm? Tôi có chắc là bọn chúng nghịch ngợm hay là muốn đùa chết tôi? Thầy Tống uống đi nước, bình tĩnh nào. Mấy đứa trẻ lớp này ấy, bọn chúng thực sự thiếu chút kỷ luật. Đúng, giống như với sự dạy dỗ của thầy Liêu đã trở nên tốt hơn nhiều rồi. Đúng đúng, nhưng mà bây giờ thầy Liêu không thể dạy bọn chúng. Thầy xem bài vở của mấy em học sinh này cũng không thể chậm trễ. Thầy Tống, thầy là một người tài giỏi, đúng không? Trước mắt chính là một chiến sĩ. Cô nói xem chút khó khăn này có thể làm khó được thầy Tống của chúng ta không? Chắc chắn không thể rồi. Vậy ý của thầy là lớp này vẫn là tôi đến dạy thầy Tống hay là như vậy đi? Buổi sau thầy lên lớp tôi đi cùng với thầy, cứ coi như tôi học lại một tiết sinh học của lớp trung học vậy, thầy xem có được không? Tôi nói với các thầy cô, sống ít đi 10 năm tôi cũng... Thầy Tống à, tan học tôi mời thầy ăn cơm, tôi bù cho thầy. Cô nói phải làm sao đây? Bọn trẻ này bây giờ quả thật chính là ác ma. Chỉ cần là giáo viên, một người bọn chúng cũng không buông tha. Tôi ngược lại còn tốt. Tôi e là tiếp tục như vậy, thực sự không còn giáo viên nào dám dạy lớp này. Đau đầu quá. Đau đầu cũng vô ích. Tôi thấy cô bớt thời gian, mau đi tìm Lưu Học Binh đi, để anh ta đến trấn áp. Tôi nói với cô này, bây giờ không còn là vấn đề thành tích thi cử, mà là tỷ lệ lên lớp nữa. Chỉ cần bọn tổ tông này tốt nghiệp thuận lợi, không phải làm nát cái trường, thì chúng ta đã cảm ơn sâu sắc lắm rồi. Thay động cơ to như vậy, ống xả khí sẽ không ồn quá chứ? Vì vậy cần phải thay ống xả khí to hơn. Đổi sang cái to giống như mông của cậu, nó sẽ không ồn nữa. Anh Binh, sao hôm nay rảnh vậy? Không đến trường tuần tra sao? Đang trêu tôi phải không? Anh nói xem, tuần tra trường anh cũng không đi, học sinh anh cũng không quản. Cẩn thận không thì cô Tô sẽ bị người khác cướp mất. Còn nói cái gì vậy? Người phụ nữ của Lưu Học Binh này có thể tùy tiện bị người khác cướp mất sao? Còn phải có niềm tin vào sức quyến rũ của anh Binh này chứ. Anh cũng khá tự tin. Băng Vũ, em về lúc nào vậy? Sao về không báo một tiếng? Ngạc nhiên không? Này, sao anh lại không ở trường vậy? Làm em tìm mãi không thấy. Có phải anh đã chán làm giáo viên phải không? Làm sao có thể?
Liêu học binh anh đây văn bình thiên hạ, võ bình đất trời. Không làm giáo viên nữa thì rõ ràng là sự lãng phí tài nguyên. Em nói này, sao mà anh vẫn lẩm nhẩm được vậy? Này A Thu, chúng ta không phải còn việc phải làm sao? Làm gì có. Lớn như vậy rồi tại sao cái gì cũng không hiểu vậy? Đi thôi, chúng tôi đi trước đây. Này, em không dễ dàng gì mới được ra ngoài một hôm. Có tính mời em đi ăn không? Tất nhiên, không thành vấn đề. Nhưng bữa ăn sang thì không được, gần đây tiền bạc khá eo hẹp. Trêu anh thôi, vẫn để em mời anh đi. Cũng được. Nhưng mà tại sao lại có cảm giác bản thân giống như chú chó, sói con? Anh nghĩ cũng hay thật, đi thôi nào. Sói con. Anh Tiểu Bạch, chúng ta ra ngoài có phải hơi gấp không? Chưa mặc áo khoác. Tôi càng không muốn trở thành một bóng đèn. Làm gì có, anh Minh không có ý gì với cô đó. Nhưng mà Mộ Dung Băng Vũ có. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Không đi đâu hết, cứ chờ ở đây. Đợi họ nói chuyện xong thì chúng ta vào. Vẫn còn cả đống việc phải làm nữa kìa. Nhưng mà ở ngoài này lạnh quá. Anh Binh, tại sao lại trở thành bảo vệ rồi? Anh không phải nên là giáo viên nhân dân sao? Còn không phải là để ở lại trường sao? Được ở lại trường là việc tốt như vậy à? Tất nhiên là tốt rồi. Lý tưởng lớn nhất đời của anh là trở thành giáo viên nhân dân. Mặc dù bây giờ anh không thể làm giáo viên nữa, nhưng ít nhất anh vẫn được ở bên học trò của mình. Không sao hết. Bảo vệ thì làm bảo vệ. Đây gọi là một người vì mọi người vì một người. Sao vậy? Anh có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Em chỉ là rất thích vắng vẻ, tràn đầy ý chí chiến đấu của anh. Cũng không hẳn, em đừng nhìn anh như vậy. Em nhìn anh như vậy khiến anh có chút hoảng. Gọi món thôi. Được. Anh Tiểu Bạch, anh nói xem anh Binh thời gian này không đi gặp cô Tu, liệu gì đã có liên quan gì đến Mộ Dung Băng Vũ không? Này, còn bị Thiên Thiên nhập rồi sao? Hóng hớt như vậy. Còn không phải là do anh nói Mộ Dung Băng Vũ thích anh Binh sao? Điều đó rõ quá rồi. Có điều, nếu anh Binh và cô ấy thành một đôi, tôi thấy cũng rất tốt. Ít nhất là sau khi cô giáo Tô bị Mạc Diễn Thái cướp đi, anh ấy sẽ không buồn lắm. Tốt nhất là nên quan tâm đến bản thân mình trước đi. Mẹ của Thiên Thiên không phải cũng sắp ăn sống anh rồi hay sao? Lừa con gái người ta nuôi dưỡng 20 mấy năm, không chút do dự. Này, nói kiểu gì vậy? Sao lại gọi là lừa? Phải gọi là hai bên tình đầu ý hợp. Đây, Tiểu Bạch, A Thu. Liêu học binh đâu? Vừa đi rồi. Vừa đi. Anh ấy đi đâu rồi? Chúng tôi tìm anh ấy có chút việc. Đợi một chút. Cô nói là chúng tôi sao? Có vấn đề gì? Tôi cũng đến đây tìm anh ấy. Mộ Dung Băng Vũ vừa rồi có tới, bọn họ cùng nhau đi ăn cơm rồi. Mộ Dung Băng Vũ trở về rồi sao? Tiểu Bạch Kiểm, cậu là đang nói cái tên Mạc Vĩnh Thái này hay là đang nói anh Binh vậy? Không có. Tôi chỉ là thấy Mộ Dung Băng Vũ hợp với anh Binh hơn. Làm việc thôi. Sao anh vẫn còn nói nhảm như vậy? Mới có mấy tháng không gặp,
Em thấy anh dường như trưởng thành hơn nhiều rồi. Hay là nói thêm có nhiều vướng bận rồi. Không sai, là vướng bận. Liêu Học Binh trước đây một thân một mình. Cái mà các em thấy là một người dám đương đầu với cả thế giới, vô tư với ân quán. Các em có thể thấy anh rất oai phong, rất hưởng thụ cảm giác được các anh em theo sau. Thực ra không phải như vậy. Sở dĩ anh ở cùng các anh em là vì nơi này của anh rất trống rỗng. Anh không dám bình tĩnh một mình đối mặt với chính mình. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Tim của anh bây giờ không trống nữa. Có lẽ đây chính là mối bận tâm em đang nói đến. Anh phải sống vì họ. Vậy mối bận tâm mà anh nói là băng dân đúng không? Không chỉ có mỗi cô ấy, mà còn có anh em của anh, học sinh của anh. Họ khiến anh cảm thấy mình có giá trị. Em cũng có người mà em bận tâm, chính là anh. Phải rồi, vừa rồi anh có đề cập tới vấn đề đội ngũ giáo viên của trường. Em chợt nảy ra một ý tưởng, không biết có ổn không? Chủ nhiệm Khư, phiền thầy xem qua một chút. Không thích hợp. Không thích hợp mà. Châu An, qua đây. Mấy giờ rồi? 8 giờ. Em còn biết là 8 giờ, còn chưa nghe thấy chuông kêu, phải không? Trường có quy định không biết à? Chủ nhiệm Khư, thầy xem, em bình thường là người thành thật, chăm chỉ học hành. Từ trước đến nay chưa từng gây rắc rối cho trường. Thầy bỏ qua cho em lần này được không? Không phải tôi muốn làm khó em, có phải không? Em nhìn xem bao nhiêu con mắt ở đây đang nhìn chằm chằm vào tôi. À, em không biết gì hết, em không nhìn thấy. Chu An, tôi nói rõ cho em biết, việc kiểm tra nghiêm ngặt chuyện đi học của học sinh là do hiệu trưởng đặc biệt đề ra. Thầy không thể bao che cho em được. Nếu muốn thì em cứ đi tìm hiệu trưởng đi. Chủ nhiệm Khư, thôi được rồi, đợi lát nữa đến chỗ thầy hiệu trưởng xin đi. Cùng lắm chỉ là cảnh cáo cậu. Không sao đâu, đừng nghĩ linh tinh. Nếu như có thầy Lưu ở đây thì tốt rồi. Hiệu trưởng, em không phải cố ý đến muộn. Hôm qua em làm việc muộn, cho nên hôm nay em... Cho nên đây là lý do tại sao em lại đến muộn. Bạn học Chu An, hôm nay xử lý em không chỉ là vấn đề đi học muộn. Là một học sinh, sao mà em có thể đi tới cái nơi đầy khói thuốc như là quán bar đó chứ? Sao có thể làm việc ở đó? Học hành mới là việc chính của em. Thưa thầy hiệu trưởng, nhà của em nghèo, em không đi làm thì không có tiền đóng học phí. Em đi làm ở quán bar có phải là do Liêu Học Binh bảo em đi làm không? Không phải, không liên quan gì đến thầy Liêu hết. Việc đi làm ở quán bar là em do em tự quyết định. Chu An à, em phải nghĩ thật kỹ. Thầy cho em một cơ hội. Chỉ cần em thừa nhận rằng Liêu Học Binh đã bắt em làm điều này thì lúc đó chuyện lại khác. Liêu Học Binh suối bày sinh viên làm việc bên ngoài trường học, tiếp xúc với những người nhàn rỗi trong xã hội, thì vấn đề của em sẽ không lớn đến như vậy. Có thể biến vấn đề lớn thành vấn đề nhỏ. Hiệu trưởng, việc này thực sự không liên quan tới thầy Liêu. Thầy, nếu muốn phạt thì cứ phạt một mình em đi. Được rồi. Thầy còn muốn xem tên Liêu Học Binh này suốt cuộc có thể che chở cho em được không? Với biểu hiện lần này của em, nhà trường quyết định sẽ trừng phạt em thật nghiêm. Thầy Mạc, cô Tu, sắp đến giờ giờ học rồi, em tính đi đâu? Thằng nhóc này lại muốn trốn học phải không? Em không có, em còn đang muốn tìm thầy cô đây. Sáng nay em và chủ nhiệm Khư đang kiểm tra chuyên cần, bắt được Chu An đi học muộn. Sở dĩ theo quy định trường thì chỉ bị trừ điểm. Nhưng chủ nhiệm Khư nói hiệu trưởng sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm khắc. Bây giờ họ đang ở phòng hiệu trưởng. Lão già chết tiệt này. Em về lớp đi. Đi học đi.
Thiên Nhi. Hiệu trưởng Trương, tôi nghe nói thầy định phạt Chu An lớp chúng tôi. Tôi đến xem thử thầy dựa vào đâu. Hai người đến đúng lúc lắm. Đây là học sinh của hai người, để em ấy tự nói. Thầy hiệu trưởng, đi học muộn quả thật là không đúng. Chúng ta có thể phê bình giáo dục, giả lại trường chúng ta cũng có nội quy, nên phạt thế nào còn cần theo quy định. Nhưng thầy cũng không cần phải phân biệt đối xử. Tôi phân biệt đối xử. Cô Tô à, cô đọc điều 5 của nội quy trường đi. Hiệu trưởng, thầy đừng thấy tôi là giáo viên thể dục, liền chê tôi học không tốt. Điều 5 nội quy nhà trường, học sinh tiếp xúc với những người nhàn rỗi bên ngoài trường, làm xấu hình ảnh của trường, gây ra ảnh hưởng không tốt, nhà trường sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc, trong trường hợp nghiêm trọng sẽ đuổi học. Tôi muốn hỏi Chu An đã sai ở đâu? Là một học sinh mà không chăm chỉ học hành, đến những nơi như quán bar để làm việc. Thầy nói xem điều này liệu có ảnh hưởng danh tiếng của nhà trường không? Hiệu trưởng à, hoàn cảnh Chu An khá đặc biệt, điều kiện gia đình thì không được tốt, cho nên mới phải đến quán bar làm việc để kiếm tiền học. Còn việc thi thoảng đến muộn, chúng ta có thể bảo ban thêm. Nhưng việc ảnh hưởng đến danh tiếng của trường mà thầy nói, tôi thấy hơi bị cường điệu một chút. Cô Tô, cô bây giờ đang trách móc tôi sao? Hình phạt này tôi đã quyết định rồi. Mau nhìn đi, đó không phải là Đại Minh Tinh Mộ Dung Băng Vũ sao? Đây, mọi người mau qua đây xem. Mau lại đây, đó không phải Băng Vũ sao? Mau lên. Thầy ơi, sao em không lên lớp hả? Sáng nay có kiểm tra chuyên cần, Chu An đi học muộn, hiệu trưởng muốn phạt cậu ấy. Đây, anh Binh. Hiệu trưởng Trương, trường này có phải do thầy mở không? Mà thầy nói muốn trừng phạt là trừng phạt. Theo như quy định, nếu thầy muốn trừng phạt thì cũng phải cần mở cuộc họp để thảo luận. Chứ đâu phải muốn phạt là phạt. Thầy Mạc, tôi thấy có vẻ thầy không muốn làm việc nữa rồi. Hiệu trưởng à, thầy không làm sao chứ? Thầy muốn đuổi việc tôi sao? Hiệu trưởng, nếu chúng tôi vi phạm bất cứ quy tắc giáo viên nào, thì thầy có thể đuổi việc chúng tôi. Vậy nhưng tôi không thấy chúng tôi có gì sai khi bảo vệ học sinh của mình. Thầy là hiệu trưởng phải không? Xin chào, tôi là Mộ Dung Băng Vũ. Cô Mộ Dung, tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu. Tôi nghe thầy Liêu nói trường thầy đang thiếu giáo viên dạy thay. Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành giáo viên, nhưng mãi chẳng có cơ hội. Lần này tôi mạo muội đến đây mà không báo trước cho thầy biết, không biết liệu thầy hiệu trưởng có thể cho tôi cơ hội này không? Tất nhiên là được rồi, nhưng mà chuyện này phải do hội đồng trường quyết định mới được. Nếu vậy thì tôi quả thực đã quá đường đột rồi. Phải làm sao đây? Tôi đã thông báo với phóng viên truyền hình, còn muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt với thầy và nhà trường nữa. Điều này, thầy hiệu trưởng à, tôi trước đó đã gọi cho bố tiên sinh rồi. Ông ấy vô cùng tán thành những gì có lợi cho việc tuyên truyền về trường này. Tất nhiên là thầy sẽ không từ chối phải không thầy hiệu trưởng? Còn có việc vô cùng quan trọng muốn báo cho thầy. Cả một đám phóng viên đã đợi sẵn ở cổng rất lâu rồi. Băng Vũ, em yêu chị. Cô Bộ Dung, tôi là phóng viên của Les. Lý do gì khiến cho cô quyết định đến trường Quốc Kim Hương làm giáo viên? Tôi nghĩ có hai lý do. Thứ nhất là vì trở thành giáo viên là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Còn thứ hai, đó là vì người bạn tốt của tôi, Liêu Học Binh.
Thầy Lưu Học Minh là giáo viên giỏi nhất mà tôi từng biết. Chính vì sự nhiệt tình của anh ấy đối với học sinh đã khiến tôi vô cùng cảm động. Thầy Lưu, nghe nói trường Quốc Kim Hương đã mất đi một lượng lớn giáo viên, điều này có phải sự thật không? Là vì lý do gì vậy? Tôi cũng không rõ vì lý do. Vị này mới là hiệu trưởng của trường cấp 3 Tư Lập Quốc Kim Hương chúng tôi. Có việc gì mọi người có thể hỏi thầy ấy. Thưa ngài hiệu trưởng, trường ta có đang thiếu giáo viên không? Thưa mọi người, trường chúng tôi đúng là có thiếu giáo viên, nhưng mà việc điều chuyển nhân sự bình thường là do hành động cá nhân của các giáo viên. Có tin đồn quản lý cấp cao của hội đồng trường vì lợi ích doanh nghiệp mà có ý định đem bán trường Quốc Kim Hương. Điều này có phải là thật không? Phải chăng điều này cũng liên quan đến việc thiếu giáo viên? Toàn lời sằng bậy. Sứ mệnh giáo dục của trường Quốc Kim Hương là giáo dục con người. Trừ khi trường không thể hoạt động được nữa, thì đương nhiên hội đồng trường sẽ không bao giờ cho phép việc này xảy ra. Chúng tôi đang tập trung nguồn lực ưu tú để thu hút thêm nhiều nguồn lực giáo viên. Thầy Lưu Học Minh là một trong những thành viên của hội đồng trường. Ngay cả cùng nội dung cũng có thể mời tới được, thì tôi tin là thầy ấy nhất định sẽ tìm được những giáo viên tốt hơn nữa. Vì vậy tôi quyết định nhờ thầy Lưu tìm giúp những giáo viên tốt hơn nữa cho trường học của chúng ta. Thầy Lưu à, nhất định đừng làm tôi thất vọng. Lão Trương, tôi không nhìn ra ông lại là một nhà diễn thuyết. Việc này bố tổng còn chưa gật đầu đồng ý, vậy mà ông dám cho cô ta làm giáo viên của trường, còn nói hộ cho cả Lưu Học Binh. Ông rốt cuộc đã lấy tiền từ cô ta hay là ngủ với cô ta rồi? Đó là một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Những lời nói ra, người dân toàn thành phố đều có thể nghe thấy. Cái cô mộ dung này dù gì cũng là người nổi tiếng, cho dù là lão bối có ở đó cũng phải tiếp lời thôi. Còn chuyện bán trường thì sao? Chẳng phải mọi chuyện sẽ đi tông nếu ông nói điều đó trên đài truyền hình sao? Mọi người trong thành phố đều biết hết rồi. Để học sinh tự tìm trường học, tôi còn tránh khỏi phiền phức nữa. Cái não heo này của ông, chuyện này có thể nói ở trên sóng truyền hình sao? Nếu giới truyền thông bám mãi vào vấn đề này không buông, cường điệu thêm một chút, nói là trường Quốc Kim Hương chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà không quan tâm đến tương lai của học sinh, vậy thì nơi này ai còn dám động vào? Phỉ nhổ ép ông đến chết. Đến lúc đó, bối tổng chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm. Cái đống này sẽ đổ hết lên đầu của tôi. Vậy nếu nói như này là Lưu Học Binh đã chơi ông một vố, vậy sau đây phải làm sao? Việc này không cần vội, cứ từ từ mà làm. Cũng may là tôi cũng đã đem việc tìm giáo viên giao cho Lưu Học Binh lo liệu. Nếu cậu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, trường không còn giáo viên và học sinh, cái trường này không muốn đóng cửa cũng phải đóng cửa thôi. Ông cái tên nham hiểm này, đem quả bóng đá qua đá lại rồi. Cần tôi làm gì cứ nói. Ông phải giúp tôi tạo thêm rắc rối cho Lưu Học Binh, khiến cho cậu ta không tìm được giáo viên. Còn những việc còn lại cứ để đó cho tôi. Yên tâm, việc này không cần ông phải nói. Ngày mai tôi sẽ cho Mộ Dung Băng Vũ biết tay.